K&P Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại K&P Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. K&P Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với phần thứ tư, tức là phần cuối của chương trình Talk Show, giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát. Một lần nữa, trong khi xem chương trình này, nếu quý vị ưa thích món nữ trang nào, xin ghi lại số thứ tự và gọi ngay cho trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát ở số điện thoại là 714-305-8089, 714-305-8089. Trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát tọa lạc trên lầu 2 Thương xá Phước Lộc Thọ. Từ cửa trước Thương xá Phước Lộc Thọ đi vào đến sân khấu chính, sau đó đi lên cầu thang, qua khỏi booth security, đi về phía sau thì nhìn bên tay phải vì thấy cái tiệm nào nằm ở phía trong một chút xíu mà khách lúc nào cũng đông đông bu xung quanh cái quầy của cái tiệm đó, thì đó là trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát. Dám khẳng định như vậy vì lần nào Phạm Thanh tới thấy cũng chỗ đó là đông nhất rồi. 714-305-8089 cho thấy rằng là cái uy tín cũng như là cái sự yêu mến của khách hàng đối với trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát trong suốt phải nói là nhiều năm qua. Và bây giờ là món số 28 của chương trình hôm nay, một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng 18K, có khoảng 60 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 7 ly nước Jigger Color VVS1 Tree Action, giá on sale là 11.830 đô. Dạ quý vị, đây là món số 28, là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 60 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn là 1 carat 32 mà được 7 ly quý vị. Jigger là Jigger đó, Jigger đó quý vị. VVS1 là 2 vi sạch đẹp cộng với 3 cái excellent. Cái Forex là nâng, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 15.000 đô. On sale tuần này chỉ có là 11.830 đô. Cái xoàn 1 carat 32 mà nước G-Color VVS1 chỉ có là 10.450 đô đó quý vị. Còn cái nhẫn xoàn là 1.380. Hai cái cộng lại là 11.830 đô. Món số 29 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 92 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 24 nước Jigger Color VVS1 Tree Excellent, giá on sale là 10.450 đô. Dạ quý vị, đây là món số 29, là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 92 cái viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 24 nước G Color mà VVS1 cộng với 3 cái excellent. Cái đường kính của viên này là 6 ly 88, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 13.000 đô. On sale tuần này chỉ có là 10.450 đô. Cái xoàn 1 carat 24 mà nước Jigger VVS1 chỉ có 9.100 đô. Cái nhẫn xoàn là 1.350. Hai cái cộng lại là 10.450 đô. Quý vị, nhiều khách hàng hỏi Bích là thích cái hộp mà không thích cái giỏ, thích cái giỏ không thích cái hộp. Thì Bích đã nói là quý vị không cần phải mua hai cái liền. Quý vị thích hộp thì Bích bán hộp, quý vị thích giỏ thì Bích bán giỏ. Tại vì hộp Bích phải chia ra là giá là bao nhiêu, vỏ là bao nhiêu. Quý vị cứ theo cái YouTube mà cái Bích quảng cáo lên là vỏ là bao nhiêu, hột là bao nhiêu. Thích hai cái thì cũng được, mà thích riêng một cái, từng cái một thì Bích cũng bán quý vị nhé. Và món số 30 đó là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 52 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 06 nước J. John Color IF Tree Excellent, giá on sale là 5.180 đô. Dạ quý vị, đây là món số 30, là một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K, có khoảng 52 cái viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 06 nước G Color là G John đó quý vị, mà được IF nữa, còn gì bằng cộng với 3 cái excellent.
đường kính của viên này là 6 ly 63. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 6.300 đô, on sale tuần này chỉ có 5.180 đô. Cái xoàng 1 carat 06 nước G color mà IF đó quý vị, chỉ có 4.500 đô. Cái nhẫn xoàng là 608, hai cái cộng lại làm 5.180 đô. Món số 31 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 18K có khoảng 80 viên xoàng nhỏ, còn một viên xoàng 1 carat 23 nước H Henry color IF Three Excellence, giá on sale là 9.100 đô. Dạ quý vị, đây là món số 31, là một cái chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 18K có khoảng 80 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 23 nước H color mà được IF nữa quý vị. Còn gì bằng cộng với 3 cái excellent. Fluorescent của viên này là nâng, đường kính của viên này là 6 ly 82, có cả 8 trái tim và 80 tên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 11.000 đô, on sale tuần này chỉ có 9.100 đô. Cái xoàng 1 carat 23 nước Hex color IF chỉ có 7.850 đô. Cái nhẫn xoàng là 1.250, hai cái cộng lại là 9.100 đô đó quý vị. Món số 32 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 52 viên xoàng nhỏ cộng một viên xoàng 1.07 nước L Larry Color IF Tree Excellent, giá sale là 4.430 đô. Dạ quý vị, đây là món số 32, là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 52 cái viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 07 nước L Color IF nữa quý vị, cộng với 3 cái excellent. Đường kính của viên này là 6 ly 65. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 5.500 đô, on sale tuần này chỉ có là 4.430 đô. Cái xoàng 1 carat 07 nước L mà IF đó quý vị, chưa tới 4.000, quý vị mua được 1 carat rồi chỉ có 3.550 đô. Cái nhẫn xoàng là 880, hai cái cộng lại là 4.430 đô. Món số 33 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 12 viên xoàng nhỏ cộng một viên xoàng 1 carat 51 nước Eye Color VVS2, giá on sale là 10.100 đô. Dạ quý vị, đây là món số 33, là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng là 12 cái viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 51 nước Eye Color mà VVS1 cộng với 3 cái Very Good Fluorescent là nâng. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 13.000 đô, on sale tuần này là 10.100 đô. Cái xoàng 1 carat 51 mà nước Eye Color mà VVS2 chỉ có 9.500 đô, quá tuyệt vời quý vị. Còn cái nhẫn là 650, hai cái cộng lại là 10.100 đô. Và món số 34 đó là một chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 60 viên xoàng nhỏ cộng một viên xoàng 2 carat 57 nước Eye Color IF Tree Excellent, giá on sale là 25.600 đô. Dạ quý vị, đây là món số 34, là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 60 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 2 carat 57 nước Eye Color mà được IF quý vị, cộng với 3 cái excellent. Đường kính của viên này là 8 ly 72. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó chính là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 32.000 đô, on sale tuần này là 25.600 đô. Cái xoàng 2 carat 57 nước I mà IF chỉ có 23.200 đô cho cái viên này thì quá tuyệt vời. Còn cái nhẫn xoàng là 2.400, hai cái cộng lại là 25.600 đô đó quý vị. Và thưa quý vị, nếu quý vị ưa thích món nữ trang nào, xin đừng chần chờ gọi ngay cho trung tâm hột xoàn KMP Đà Phát. Số điện thoại là 714-305-8089, 714-305-8089. Chương trình talk show giới thiệu đến vị trung tâm hột xoàn KMP Đà Phát. Đến đây đã hết giờ rồi, xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt.
KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hộp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699.